À, vâng, xin chào các bạn. Thì chúng ta cần một cái máy dùng để về xài về văn phòng. À, chúng ta cần một cái máy dùng để về học tập, và cái máy là coi như là chạy về như là phục vụ cho công việc hàng ngày chúng ta. Thì ở đây là mình sẽ giới thiệu chúng ta một cái dòng máy mà cho về máy về doanh nhân, máy về văn phòng hoặc là dùng về học tập. Thì cái máy này chúng ta nhìn thấy là một cái mẫu máy, nó trọng lượng nó khoảng chừng là 1,6 kg, với màn hình là 14 inch Full HD đó. Và cái nữa là chúng ta chỉ thấy trên đây máy này có đèn bàn phím. Thì dòng máy hôm nay mình đang giới thiệu đó chính là dòng Dell Latitude, và đây là phiên bản là 7470. Thưa các bạn, thì hôm nay là mình review dòng máy này lên. Thì có anh khách đây là anh Cường ha. Đó, thì anh Cường là anh ở bên quận 7. Thì cái khu này là đang bị cách ly, và anh yêu cầu là coi như là nhất vlog là quay lên review cho anh để anh xem. Đó, thì sẵn hôm nay là mình cũng quay một cái clip mà mình gửi về cho anh Cường xem, và coi như là quý khách cùng xem. Thưa các bạn, thì dòng máy mà coi như là Dell Latitude, và đây là phiên bản bà 7470. Thì cái máy này chúng ta nhìn thấy nè, về ngoại hình nè, cũng khá là gọn gàng và là chắc chắn. Chắc chắn nha các bạn. Thì mẫu máy này chúng ta nhìn thấy là hợp kim nè, nhôm maze nè. Trên đây là hợp kim nha các bạn. Đó, và bản lề dòng máy này thiết kế là bản lề kép đây. Chúng ta nhìn thấy hai bên, thì thiết kế của mẫu bản lề kép nó sẽ có hai cái hai bên, hai cái lỗ tai, và cũng đang tận dụng về như là một bên là rác sạc, một bên là cổng RJ45. Đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy cái vị trí mà xuất ra được, nếu như các bạn xài về văn phòng, chúng ta cần về trình chiếu, hoặc chúng ta cần về học, hay chúng ta là giáo viên, thì chắc chắn cái cổng về HDMI này chúng ta rất là cần luôn các bạn. Nó xuất ra được cái màn hình trên máy chiếu nè, xuất ra được là trên 4K, mini display, hai cổng USB gần là USB 3.0. Rồi qua bên hông đây, các bạn nhìn thấy là trên đây là cái dòng máy mình đang cần review đây. Thì đây là một vị trí về thẻ SD nè, vị trí về gắn SIM 4G nè. Đó, vị trí ở đây là cổng USB nè, mic jack 3.5 nè. Thì máy này chúng ta có thể gắn được SIM 4G được nha. Thưa các bạn, điều kiện để gắn được SIM 4G là cần có cạc 4G. Cái thứ hai là có SIM 4G. Cái thứ ba là máy đang hỗ trợ. Đó. Rồi, qua bên đây là hốc tản nhiệt nè. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy là về mặt trong của máy. Thì đối dòng máy này chúng ta nhìn thấy là bản lề cũng rất là cứng nè. Các bạn nhìn thấy là mình nâng cả cái máy lên luôn nè. Đó. Thì muốn mở được cái này chúng ta phải giữ cái máy. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ giữ lên máy này nè, đè này xuống nè. Các bạn sẽ mở ra. Và dòng bản lề này cho phép chúng ta ngửa ra 180 độ được như thế này. Các bạn thấy không? Đó là về như là cái mặt bản lề của máy rất là chắc chắn, với hai cái bản lề hai bên gọi là bản lề kép. Về bàn phím của máy, chúng ta nhìn thấy thiết kế của bàn máy nè, những cái phím ở đây thiết kế rất là to, rất là lớn luôn. Máy này có bàn phím LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Cái độ nhô của phím nè cũng khá là cao nè, thấy chưa, gõ rất là sướng, rất là coi như là cũng nhẹ nhàng, không có quá nặng. Rồi về touchpad này chỉ được coi là thông thường thôi. Đó, thì dòng này gọi là dòng Ultrabook, nó được coi là dòng tiết kiệm điện ha. Đây là Core i5 thế hệ thứ 6, RAM 8GB và SSD 256. Đó, thì đây là coi như là cơ bản về mặt trên nè, để mình review trên đây để mời chúng ta xem. Đó, cái này là cái mồ hôi nè. Rồi, thưa các bạn, ở đây là chúng ta nhìn thấy là về tổng quan về máy đây, mình đang review đây. Đó, máy của máy đó. Rồi, bên trên nè, chúng ta sẽ thấy trên đây nó sẽ có về cái webcam cho phép chúng ta làm việc về coi như là học online, chúng ta học trực tuyến được luôn nha. Đây là webcam đây. Đó. Thì trên webcam này các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về hai cái lỗ mic hai bên. Đó. Và màn hình đây là màn hình là 14 inch. Rồi bây giờ mình sẽ mở về phía bên trong để mời chúng ta sẽ cùng xem về phía bên trong nội thất của máy, và sau đó mình test về cái dòng máy này để mời các bạn sẽ cùng xem. Thưa các bạn. Thì đây là dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta tháo là một là hai nè. Đó. Ba nè. Ba máy. Ba ốc nè, bốn ốc nè. Đó. Thì dòng máy này chúng ta muốn mở ra bên trong thì nó rất là dễ dàng thôi các bạn. 5 ốc nè. 1 2 3 4 5 nè. Thế đây là 6 con nè, 7 nè. Đó, 8 ốc. 8 ốc là chúng ta đã nhấc ra được cái mặt gọi là mặt mặt đáy của máy này nè, thấy chưa? Đây là hợp kim nha các bạn. Rồi, bên đây là thiết kế của máy đây các bạn. Thưa các bạn, đây là máy là mình đang có là được coi là về pin nè. Đó. Pin thiết kế là coi như là pin này đang còn khá là tốt, đang tới là coi như là gần như là trăm trăm.
Vị trí ở đây là chúng ta nhìn thấy về gánh nè. Đây là RAM, 2K RAM. 2K RAM mà cho phép chúng ta gánh được là RAM 8GB, đây là 8GB. 8GB 8GB là 16GB và tổng cộng là chúng ta gánh được là có thể 16 16 là 32GB tối đa được trên đây. Và đây là vị trí về CPU. Và main, main này được thiết kế đây là main nguyên zin nha các bạn. Đây là mình rà đây rồi mời chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, đó là về main nguyên zin trên đây. Và đây là Wi-Fi chuẩn AC, một trong những chuẩn Wi-Fi gọi là mới nhất hiện nay sau Wi-Fi 6. Vị trí gắn cạc 4G nè, nó còn cái tem siêu nè. Đó, đây là cái anten nè. Thấy chưa? Nếu như các bạn muốn gắn được sim 4G các bạn sẽ gắn ở đây. Đó. Rồi, ổ cứng là ổ cứng M2 SATA. Đó, sức khỏe đang là 100%. Pin, pin này chúng ta nhìn thấy là về vỏ pin này thì nó đang thiết kế theo máy như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói và đậy nó lại. Pin nè, đây là pin BIOS nha các bạn. Đó. Fan này thì coi như là nhà xuất xài cũng coi là cũng còn khá là sạch. Thấy chưa? Ngoài ra như là có những cái tem niêm phong đây nè. Đây là tem mình đang dán lại ha, trên đây. Bây giờ chúng ta sẽ ráp lại ha. Dòng máy này thì khi các bạn ráp lại thì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta đặt xuống vị trí này nè. Thấy chưa? Đó, như thế này thôi. Thì lúc này chúng ta chỉ việc siết ốc lại thôi là xong. Đây. Siết ốc lại. Các bạn chỉ cần vặn ốc lại. Thấy chưa? Rất là dễ dàng. Thì máy này là mình review cho khách và mình gửi về cho một vị khách ở bên quận 7. Nên trong quá trình mà mình đóng gói và mình review á, mình muốn là coi như là trên clip này thì mình quay lên và gửi cho anh xem trên đây. Đồng thời là cái máy này là máy chưa có qua sửa chữa trên đây. Thì dù sao là coi như là có những cái máy gọi là cũng dòng máy mà coi như là để xài bền chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ test về công năng và tính năng ở trên đây để mời các bạn sẽ cùng xem. Thưa các bạn, máy đây là mình dán tem luôn. Tem này ha. Thì hôm nay là ngày 12 nè, nay ngày 2021 nè, tháng 7 nè và ngày 12 nè. Đó. Rồi. Trên đây. Rồi bây giờ các bạn xin ở trên đây chúng ta sẽ mở lên và chúng ta test. Trên đây là hộp kim nhôm AZ ha, lớp kim đây là lớp nhôm. Sờ rất là mượt. Rồi, các bạn xin thấy trên đây về bàn phím. Đó. Xài làm việc thì cũng rất là sướng. Rồi bây giờ màn hình. Màn hình thì các bạn nhìn thấy trên đây. Thưa các bạn nhìn thấy trên đây là sẵn đây là mình test trên đây luôn, mọi chức năng trên đây. Đối với như là máy. Máy thì giờ mình cũng về cài phần mềm lên nè. Đầu tiên về ổ cứng. Ổ cứng đang được là ổ cứng sức khỏe đang là 100% ha. Thưa các bạn. Đây ha, sức khỏe đang 100%. Khá là tốt. Rồi. Tiếp theo là về pin. Pin thì mình cũng đang test trên đây là đang là pin là đang là sức khỏe nè. Coi như là 99% nè. Đó, khoảng 96,8 nè. Thấy chưa? Pin khá là tốt luôn. Rồi, cái nữa là các bạn xin hãy trên đây về tất cả các cổng kết nối. Ví dụ như cổng USB đi. Mình sẽ kiểm tra và mình test trên đây. USB giờ mình sẽ gắn đằng sau coi. Đây. Thấy không? Thì trên đây là các bạn nhìn thấy là coi như là cái cổng này có lỗi hay không nè. Đây là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn qua cổng tiếp theo. Đây. Đây là ổ cứng. USB nó sẽ nhận lên. Nó báo đó. Thì đó, thấy chưa? Đó là cổng USB, cổng thứ hai. Và cổng thứ ba. Cổng thứ ba thì các bạn nhìn thấy nằm bên hông đây nè. Đó. Đó. Đó là ba cổng USB đều ok hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test về từng chức năng một. Chúng ta sẽ coi về như là pin. Pin thì máy này thời lượng nó khoảng chừng là 4 đến 5 tiếng nè, tùy theo chúng ta xài. Rồi cái nữa là các bạn sẽ xem về bàn phím. Ví dụ chúng ta test về vô mạng đi. Ví dụ các bạn test vô mạng thì các bạn sẽ gõ vô là nhấp vlog thôi coi. Đây. Ok được ha. Nhấp vlog nè. Đó. Thì trên đây là mình cũng mở lên là coi như là mạng đang ok ha. Loa tốt. Rồi tiếp tục đây là mình sẽ test về gì đây. Test keyboard. Test keyboard là test về bàn phím. Đây. Thấy chưa? Thì những cái phím mà mình đang gõ trên đây là coi như là đang khá là tốt. Các bạn thấy không? Đấy. Coi như là tất cả cái về như là ứng dụng trên đây là coi như là không có lỗi ha. Ví dụ là chắc chắn như là những cái mọi cái như là phím, mic, webcam. Thì những cái này là cái cơ bản mà chúng ta cần và chúng ta xài thì chắc chắn không thể nào mà lỗi được. Đó. Ví dụ là trong quá trình mà về mà có lỗi đi thì chắc chắn là mình sẽ không có giao ở phần này.
Đó, ví dụ về test webcam nè. Các bạn thấy ha. Này test webcam. Thử nghiệm nè. Rồi chúng ta sẽ test cho gì đây? Test mic. Trước khi đi giao mình muốn kiểm tra lại lần cuối để mình gửi cho quý khách hàng ở quận 7. Đây thưa các bạn, đây là Nhất Vlog rồi các bạn. À Nhất Vlog xin chào các bạn. Đây ha. Thì đây là cơ bản là mình đang test. Rồi thưa các bạn, đây là test mic micro. Chúng ta cho phép được ha. Alo alo. Đây là mic tốt luôn rồi các bạn. Này nhịp sóng nhảy nè. Rồi, ngoài ra như là về mic, rồi pin, rồi ổ cứng cũng khá là tốt trên đây. Rồi, thậm chí là bây giờ mình sẽ có một cái nếu được thì các bạn nhìn thấy trên đây nè. Mình cũng test về như là mọi hiệu năng được trên đây hết rồi. Chạy về nhiệt độ, xài có ổn hay không. Thưa các bạn, đây là máy về đánh giá dòng máy này. Nếu xét về độ bền á thì dòng máy của Latitude thì rất là bền, đạt qua được tiêu chuẩn của quân đội, đúng không? Và cái thứ hai vào dòng máy này là thiết kế là cũng khá là mỏng nhẹ. Đó. Nhẹ đúng không các bạn thấy không? Cầm lên là thấy là gọn. Thấy chưa? Rất là gọn luôn, rất là nhẹ. Đó, và đây là hợp kim nha. Và cầm vô rất là chắc tay. Và cái nữa là chúng ta xin thấy trên đây là dòng máy mà có license của Windows. Windows đây là Windows 10. Đó, bản Pro ha. Thì cho phép là chúng ta làm việc về cho phép như là có bản quyền. Và đối với dòng máy này chúng ta nhìn thấy là cái nữa là cái ưu điểm của dòng máy này là cái bản lề nè, rất là chắc chắn luôn. Đây ha, rất chắc chắn. Với một cái phân khúc giá gọi là phân khúc giá 9-10 triệu gì đó, tùy theo cái phân khúc giá, tùy theo cái cấu hình. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây là dòng máy được coi là bền bỉ, chắc chắn, đúng không? Rồi, cơ bản là mình review như thế này và mình gửi đi cho khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có liên hệ là 0922 422 42. Thì mong rằng đây là clip mình gửi cho một vị khách hàng ở quận 7. Anh đang ở trong cái khu cách ly. Thì anh Cường anh sẽ coi như là đây, anh hỏi là có quay clip chưa nè. Đó, thấy chưa? Thì đây là coi như là thưa các bạn, thì mình sẽ mong rằng anh sẽ nhận được sớm nhất ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.